Hôm nay tôi đi phóng sanh cá biển với sự hỗ trợ của một bạn mới là Phạm Thị Trang. Dạ, mình sẽ phóng sanh cho bạn ấy cùng với chị Diệu Ngân trong rừng ngập mặn. Số lượng cá được trở về tự nhiên hôm nay rất là nhiều. Chúng ta có kèm thêm một con tôm tích nữa. Dạ, để dép đây luôn. Tôm tích đó quý vị thấy, giờ này người ta đã đi đi ra ngoài biển lớn để người ta kéo chích điện cá đó, đợi nhà nước khắc phục cái chương trình này mà nói rồi mà thấy chưa có làm. Chích điện cá là vẫn còn. Bây giờ Tuy Un sẽ thả phóng sanh cá biển thì lên bờ một chút xíu là nó chết nên phải thả kịp cho lẹ, không có nói nhiều được. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy y pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên lành, Tuy Un phóng sanh số tôm cá biển này trở về tự nhiên với sự trợ duyên của chị Diệu Ngân và bạn Phạm Thu Trang, sinh năm 1994. Dạ, hồi hướng tất cả công đức cho quý vị và cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tuy Un trong chương trình giải cứu động vật trong tự nhiên để gây sức ảnh hưởng đến nhà nước và trên toàn thế giới để họ thấy được việc làm của chúng ta là hữu ích. Đây là một con cá gosby nha. Đây, nó rất là đẹp đúng không? Nó rất là độc lạ luôn á. Lớn lên nó còn bự nữa, bằng hơn chiếc đũa luôn. To lắm. Rồi bây giờ thả tiếp. Trong này có cá gì? Có một loại cá bóng kèo, là cá kèo chuyên sống ở biển chứ không phải cá kèo mình bán ở chợ nha. Rồi. Rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình này. Cảm ơn mọi người đã coi clip. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Đó, phóng sanh cá biển là phải phóng như thế này. Đi theo với thần thú, chó cá và rấy cá. Chó cá phải được huấn luyện 8 tháng nó mới tự tại ở trong biển. Nó lấy lại bản năng hoang dã rồi. Còn rấy cá cũng là rấy cá hoang dã chứ không phải rấy cá làm thú cưng. Đó, mọi ngày mấy em đi theo Tuy Un phóng sanh. Rồi rấy cá nó bơi bơi như vậy. Con nào chết thì nó bắt, nó ăn. Con nào sống thì sẽ được giải thoát. Đây là phóng sanh đúng pháp theo kiểu tự nhiên. Cứu là thành công, cứu là để mọi người gây sức ảnh hưởng, để mọi người thấy việc làm này là nên làm. Còn mấy người phóng sanh cá mà người ta nuôi á, là đang giúp người ta làm giàu, và cá nó thả ra ngoài tự nhiên nó cũng không sống được. Còn cái cá trong tự nhiên bị ăn thịt mỗi ngày đến chết luôn mà cũng không ai cứu. Có mình Tuy Un đang làm nè, đến tuyệt chủng luôn á quý vị. Xong rồi, đi bơi xíu đi rồi về nhà ha. Tranh thủ đi tụi con, tập luyện nhanh.